các bạn đang nghe truyện chinh chiến tại tuyến online trên kênh TV Audio CV. Chương 1237, khó khăn. Chứng kiến toàn bộ quá trình ai cải tạo bản thân thành người máy trí tuệ, trong lòng Lục Vô rất là cảm khái. Điều này đồng nghĩa với việc nhược điểm lớn nhất trong hệ thống phát triển của server địa ngục, tức là người chơi sẽ không có sức chống cự sau khi cơ giáp bị hỏng đã được khắc phục thành công. Không phải lúc trước Tiểu Bắc Ly không hề nghĩ tới điều này mà là để giúp người chơi server địa ngục chuyên chú phát triển một tuyến đường nên không có thêm vào cũng như giai đoạn chuyển chức thứ hai của server trung hoa chờ đến khi thực lực tổng hợp của server địa ngục tăng đến mức độ nhất định thì mới mở ra nhưng không ngờ lại bị ai phát hiện trước đồng thời nghiên cứu cách đối phó thành công bây giờ lục vô lại nhớ tới câu nói kia tiềm lực của người chơi là vô hạn trong tình huống không có áp lực thì thiên tài như ai mới có thể phô bày tài hoa của mình một cách tận tình lại chứng minh câu nói đó với lục vô lục vô đã dự cảm được mùa xuân cuộc khởi của server địa ngục sắp đến rồi vì thế hắn quyết đoán mở một phần quyền hạn cải tạo thân thể cho server địa ngục hắn muốn xem thử rốt cuộc người chơi server địa ngục có thể đi đến bước nào đúng như lục vô nghĩ ngay hôm đó ai đã đăng giao diện nhân vật sau khi cải tạo của mình cùng với video cải tạo lên diễn đàn địa ngục không phải là vì thiện ý mà vì ai biết rõ một điều rằng người chơi trong một server là một thể hoàn chỉnh thực lực tổng thể của server địa ngục hùng mạnh thì đều có ích đối với tất cả người chơi trong server trong đó đương nhiên bao gồm cả mình cho dù bây giờ còn chưa bắt đầu chiến tranh vượt server song thực lực tổng thể của người chơi server địa ngục tăng lên thì đồng nghĩa với việc có thể chiếm lĩnh khu vực rộng lớn hơn mà diện tích của lãnh địa chiếm được có liên quan tới tài nguyên. Ai là người thông minh, cho nên gã ta biết rõ điều đó. Server địa ngục có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, video cải tạo cơ thể người của gã ta vừa được đăng lên diễn đàn, chẳng những gợi ra phản ứng mãnh liệt của người chơi server địa ngục, đồng thời cũng khiến người chơi bốn server khác kinh hãi. Ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là rất nhiều người chơi tự do đều muốn gia nhập công hội Blacklight do ai lập ra. Lúc trước, cơ giáp thành lũy chiến tranh của Tesla đã khiến người chơi server địa ngục trung động. Lần này, biểu hiện của ai cũng thế. Điều này không thể nghi ngờ khiến những người chơi ý thức được tiềm lực của tổ chức Blacklight cùng với nội tình phong phú trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Sau đó, quân đội Mỹ cũng chủ động tìm ai, hy vọng có thể cùng nghiên cứu phương án nâng cấp cơ giới hóa cơ thể người với gã ta. Nhưng lần này, ai từ chối một cách quyết đoán với tư cách là người ăn cua đầu tiên một lượng lớn người chơi gia nhập vào tổ chức đã cho gã ta vốn liếng dồi dào hoàn toàn không cần quân đội mỹ giúp đỡ tuy rằng quân đội mỹ cũng là một phần tử trong lực lượng tổng thể của server địa ngục nhưng chung quy là đứng ở mặt đối lập với gã ta nên lần này lập trường của ai rất kiên định bởi vì nếu quân đội mỹ hùng mạnh thì chắc chắn sẽ chèn ép gã ta trước tiên suy cho cùng thì quân đội mỹ đã có ý tưởng này không chỉ một lần đối với họ mà nói công hội blacklight luôn là đối thủ mạnh trong việc phân phối lợi ích chẳng qua gần đây người chơi tự do gia nhập cũng khiến tổ chức blacklight bắt đầu khuếch trương nhanh chóng ai tin rằng ngày mình có thể chống lại quân đội mỹ đã không còn xa xôi sau lần đó kế hoạch quân đoàn cơ giới của ai cũng chính thức được đưa vào chuẩn bị đã có kinh nghiệm thí nghiệm cơ thể người thì những người chơi cải tạo thân thể đi sau chỉ cần đóng cảm giác đau ngủ một giấc là được so với sự đau đớn của ai thì có thể nói họ hạnh phúc hơn rất nhiều đương nhiên ai sẽ không cung cấp giúp đỡ về mặt nguyên liệu cho người chơi trong công hội chung quy cải tạo cơ giới hóa cơ thể người hao tổn rất nhiều tiền bạc ai cảm thấy tự nuôi bản thân mình còn khó huống chi là người chơi khác điều này cũng khiến rất nhiều người chơi của tổ chức blacklight chỉ có thể lựa chọn cải tạo cục bộ tức là hoàn thiện mấy vòng tuần hoàn nhỏ trước để tăng sức chiến đấu lên chờ có tiền rồi lại chậm rãi hoàn thiện cải tạo phương thức tiến hóa cơ giới trí tuệ trong giai đoạn hiện giờ tuy rằng tiềm lực khổng lồ có thể cường hóa thân thể nhờ cách ăn linh quặng còn có thể lắp đặt vũ khí công nghệ cao có thể nói là phương thức tiến hóa đa dạng nhưng vấn đề lớn nhất cũng rất rõ rệt đó chính là rất hao tài tốn của ở server địa ngục loại vật tư như linh quặng từ đầu tới cuối luôn là hàng khang hiếm giá đắt đỏ Thế nhưng vật tiêu hao hàng ngày của cơ giới trí tuệ chính là linh quặng. Người chơi bình thường hoàn toàn không hao tổn được. Có thể nói trong giai đoạn hiện giờ, hình thức cải tạo này hoàn toàn là phương thức nâng cấp chỉ dành riêng cho người chơi đại gia. Đương nhiên, người chơi phổ thông cũng không phải là không có cách cải tạo cơ giới trí tuệ. Phương pháp rất đơn giản. Nổ gan, điên cuồng bưng gạch, bưng tới trọc đầu trong giai đoạn server địa ngục bắt đầu phát triển trường phái mới thì những server khác cũng đang dần dần phát triển khoảng thời gian đó nhiệm vụ mỗi ngày của lục vô ngoại trừ đi theo tiểu bắc ly học tập kiến thức ra thì tất cả thời gian còn lại đều đổ vào kiến thiết và quy hoạch cho sự phát triển của trò chơi cuộc sống như vậy khiến lục vô cảm thấy rất dồi dào nhìn những người chơi càng ngày càng mạnh cảm giác nuôi dưỡng này khiến hắn vừa mong chờ lại vừa vui mừng cứ thế nửa năm trôi qua trong vòng nửa năm này lục vô chứng kiến sự trỗi dậy từng bước một của những người chơi đầu tiên là server châu á cuối cùng thì những người chơi trong server châu á được gọi là server dưỡng lão cũng bắt đầu giao chiến với thế lực bản xứ của ma tích trong khoảng thời gian này lần chiến tranh này cũng khiến người chơi server châu á kiến thức sự hùng mạnh của thế lực ma tích bản xứ trong lúc giao chiến sự chống cự của người chơi server châu á có vẻ rất yếu ớt có thể nói là bại lui liên tục chịu nhiều khổ sở. Nhưng chiến tranh bùng nổ cũng khiến kỹ xảo chiến đấu của người chơi server châu Á tăng lên rõ rệt. Phương án lấy chiến tranh nuôi chiến tranh đã được người chơi server khác thi hành từ lâu, cuối cùng cũng được triển khai ở server châu Á, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt huyết và bản hùng ca của chiến trường cũng khơi dậy quyết tâm trở nên cường đại của người chơi châu Á. Trong khoảng thời gian này, server châu Á lại sinh ra mấy người chơi đạt tới cấp hết hình người thậm chí có người chơi đã nhận được sự tán thành từ ý thức tàn dư của thần linh thượng cổ quốc tăng trong lúc thám hiểm rừng xương khô, nhận được một phần truyền thừa. Sự cuộc khởi của cả server châu Á đã không thể ngăn cản, hát vang tiếng mạnh. Tiếp đó là server châu Âu. Sau Bắc Kỳ, server châu Âu được gọi là thực lực tổng thể xếp hạng 2 trong năm server, trong khoảng thời gian này đã thành công chiếm cứ cả một đại vực. Chiến tranh với Biên Hư cũng đã tiến vào hồi kết trong nửa năm này lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, người chơi châu Âu càng ngày càng mạnh, còn quân uyên hư thì càng ngày càng yếu, thế bại đã sớm hiện ra, kết cục chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng trong vòng nửa năm này, trận chiến cuối cùng tranh đoạt đại vực thương hư bùng nổ. Trong chiến dịch đó, Hồ Hạch đã được phong thần, bán bộ quỷ hoàng hạng bạc và mấy chục thi linh bán bộ quỷ vương trong tay, không ai có thể ngăn cản Hồ Hạch trên chiến trường, phô bày hết uy phong. Ngoài uyên hư ra, không một ai có thể giao phong chính diện với anh ta kể cả mấy tên quỷ vương thuộc hạ của uyên hư cũng không đủ khả năng chiến đấu với hồ hạch danh tiếng của đại ma vương vang vọng khắp năm server trở thành một trong những hách hình người mạnh nhất trong giai đoạn hiện giờ thậm chí là đệ nhất cao thủ cũng trong chiến dịch cuối cùng này dưới sự phối hợp của tà vương hồ hạch đã tự tay giết chết uyên hư hoàn thành lời hứa báo thù ban đầu với những người anh em của mình thành công giết chết uyên hư cũng khiến hồ hạch trở thành người chơi đầu tiên nhận được thành tựu giết chết cường giả cấp quỷ hoàng trong trò chơi tiếp đó theo cái chết của uyên hư người chơi server châu âu chiếm cứ toàn bộ đại vực thương hư một cách triệt để đạt được nhiều điểm tài nguyên đồng thời tăng tốc độ phát triển lên nhanh hơn trong lúc đó còn có một câu chuyện nhỏ xảy ra ở server châu âu đó là họ có thêm một npc tên của nàng là tiên khả là một cô gái cực kỳ xinh đẹp nụ cười ngọt ngào được người chơi server châu âu gọi là nữ thần cuộc sống tươi đẹp của thương hư cuối cùng cũng bắt đầu thân là người đại diện làm công cho lục vô ở server châu âu hắn ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi cuối cùng cũng được mãn nguyện trong nửa năm nay thành công hồi sinh tiên khả dưới sự trợ giúp của lục vô vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nhưng không ngờ vẫn còn có thể dắt tay nhau lần nữa Đời người như giấc mộng, hắn ta lại cam nguyện đắm chìm trong đó. Đối với Lục Vô và Tiểu Bắc Ly, thương hư tràn ngập cảm kích, đồng thời càng kiên định suy nghĩ bán mạng thay Lục Vô, quản lý server châu Âu cho thật tốt. Thậm chí hắn ta còn muốn tạo ra một quân đoàn hùng mạnh vượt qua cả server Trung Hoa giúp Lục Vô. Sau đó là server châu Phi. Server châu Phi phát triển trên nền tảng vật tổ vốn có nên giai đoạn đầu vốn dĩ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Trong nửa năm qua, người chơi server châu phi trải qua ác chiến gian khổ cũng thành công thôn tính bộ lạc thị thú sau chiến tranh thảm khốc họ cũng nhận được hồi báo khổng lồ chiếm được nông trại nuôi dưỡng linh thú rộng mênh mông cùng với mấy điểm sản xuất tài nguyên cuối cùng server châu phi cũng coi như là có chỗ đứng trong đại vực huyền phong nhưng nguy cơ của họ vẫn chưa được giải trừ phản công đến từ bộ lạc tù ngưu sắp xảy ra trận chiến này là không thể tránh khỏi tuy vậy người chơi châu phi lại tràn ngập tự tin tuy rằng chiến tranh gian khổ nhưng họ cũng phát hiện ưu thế của thân phận người chơi đối với họ mà nói tử vong không bao giờ là đáng sợ bởi vì thân là người chơi nhược điểm duy nhất chính là không có hồn tệ nói tóm lại là nghèo chiến tranh ngoài việc mang lại tử vong ra thì còn có thể giúp họ nhanh chóng làm giàu để đuổi kịp bước chân của mấy server khác họ thà rằng chịu đựng gian khổ cũng phải ra sức phấn đấu tranh thủ đuổi kịp bước chân của server khác, cuối cùng là server Trung Hoa, với tư cách luôn luôn là server bố mày, server Trung Hoa luôn dẫn đầu trong việc tranh bá, nửa năm qua cũng không ngoại lệ. Trong suốt nửa năm qua, có thể nói server Trung Hoa phát triển cực kỳ nhanh chóng. Ngoài người chơi mới gia nhập ra thì người chơi cũ hầu như đều đã đạt tới chiến lực cấp Quỷ Đốc. Trong đó, đa số người chơi cao thủ cũng đã thăng cấp chiến lực cấp Quỷ Tướng mà nhóm hách hình người của server Trung Hoa vẫn là danh từ đại biểu cho mạnh nhất, biểu hiện cực kỳ bắt mắt trong giải đấu vượt server. Tuy còn chưa mở ra cuộc thi chính thức, giải đấu nhiều người, nhưng cho dù người chơi server không muốn thừa nhận thì cũng biết rõ trong lòng rằng thực lực tổng hợp của họ là mạnh nhất. Người chơi hách hình người server Trung Hoa thậm chí còn có biệt hiệu vang vọng khắp server. Thần chính kiếm, ngạo kiếp khống quỷ, thất Đan ám sát, tiểu mặt, bé bực đấm sấm sét, lưu sách đồ ác thần cổ ngưỡng cương bất hoại viên phương vân năng lực cá nhân mạnh mẽ của những người chơi này khiến người chơi của tất cả các server đều chú ý sau khi chứng kiến vô số trận đấu cá nhân vượt server những người chơi càng theo đuổi hách hình người cuồng nhiệt hơn tất cả mọi người đều muốn trèo lên đỉnh cao trở thành một trong các thành viên của hách hình người đồng thời lục vô cũng tiến hành cập nhật phiên bản mới cho các server trong vòng nửa năm qua Ngoài server Trung Hoa cập nhật phiên bản mới nhiều nhất ra thì server châu Âu đã tiến vào phiên bản tranh bá vực khác. Còn server châu Phi và server châu Á cũng mở ra phiên bản tranh bá thế lực trong vực. Mỗi khi dữ liệu mới xuất hiện thì lại tượng trưng cho một sự kiện trọng đại trong tiến độ của trò chơi đã hoàn thành. Cũng vì thế nên các diễn đàn server đã sáng lập ra khu sự kiện trọng đại mới dùng để ghi chép những câu chuyện lớn hay nhỏ diễn ra trong 3 năm chinh chiến. Chinh chiến phát hành 3 năm, vô số người chơi coi nó là ngôi nhà ở thế giới khác của mình. Trong khoảng thời gian qua, sức ảnh hưởng của chinh chiến đối với hiện thực cũng càng lớn hơn. Ngay vừa rồi, Lục Vô nhận được điện thoại từ Ngô Quốc Nhất, nói cho hắn một tin tức. Hội chợ điện tử E3 năm nay sắp bắt đầu, hỏi hắn có muốn đích thân đến tận nơi xem hay không. Nghe Ngô Quốc Nhất hỏi vậy, Lục Vô mới nhớ ra hình như chinh chiến có tham dự hội chợ giải trí điện tử E3 lần này. Còn chuyện có đi hay không, sau khi lưỡng lự một phen thì Lục Vô vẫn quyết định đích thân đi xem thử. Nhận được câu trả lời từ Lục Vô, Ngô Quốc nhất lập tức gửi hai tấm vé điện tử tham dự hội chợ vào di động của Lục Vô. Cúp điện thoại. Lục Vô bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan tới hội chợ giải trí điện tử E3, tìm hiểu trước một phen. Dùng điện thoại tìm kiếm thì thông tin về hội chợ game E3 tràn lan. Trong lúc tìm nội dung liên quan, Lục Vô phát hiện ra một nội dung khiến mình hứng thú. Hội chợ E3 lần này sẽ tiến hành một cuộc bình chọn lớn đối với những trò chơi hiện nay để trao tặng giải thưởng cho game online. Hơn nữa, lần bình chọn này không có giám khảo chính. Tất cả người chơi đều có thể cho điểm, đều là nhà thẩm định. Giải thưởng bình chọn bao gồm: đồ họa xuất sắc nhất, cốt truyện xuất sắc nhất, game chiến lược xuất sắc nhất, game chủ đề chiến tranh xuất sắc nhất. Game đua tốc độ xuất sắc nhất Trò chơi mạng xã hội xuất sắc nhất Chủng loại đa dạng Nhưng để bảo đảm tính công bằng cho bình chọn Tất cả người chơi tham dự cho điểm đều phải đăng nhập vào se 3 liên kết với nền tảng game online mà mình đang chơi Cung cấp thời gian online trong game Đây cũng là để ngăn cản công ty game tham dự bình chọn Sam khen ngợi hoặc phê bình một cách ác ý Chính vì vậy nên hội trợ giải trí điện tử lần này tất cả các công ty game lớn trên toàn thế giới đều lấy tác phẩm xuất sắc nhất của mình đến tham dự để có thể đoạt giải từ trong vòng vây đối với những đối thủ cạnh tranh đó lục vô lại không cảm thấy có gì đáng ngại chung quy những trò chơi trong giai đoạn hiện giờ bất kể là cách chơi hay là độ chân thực đều không thể chống lại chinh chiến đó là sự thật sự tự tin của lục vô cũng bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối hắn cảm thấy lần này có lẽ mình sẽ nhận thưởng tới mỏi tay Chung quy game online chinh chiến có tính bao dung rất lớn, hầu như tất cả hình thức chơi game đều chứa trong đó. Nuôi dưỡng, sinh tồn, xã giao vân vân. Đương nhiên, lục vô sẽ không đích thân lộ diện nhận thương. Tất cả đều giao cho ngô quốc nhất, mình chỉ đến tham quan với tâm tính của một người qua đường thôi. Dù sao thì giải thưởng chỉ là hư ảo. Cái hắn muốn là số lượng người chơi tăng trưởng mà thôi. Tham gia E3 cũng vì thế, chứ không phải là nhắm đến giải thưởng. Đương nhiên, giành được giải thưởng thì sẽ giúp đỡ cho việc tuyên truyền trò chơi là điều rõ ràng. Cho nên Lục Vô rất mong chờ biểu hiện ấn tượng của chinh chiến hôm đó. Nhưng không lâu sau, Lục Vô lại không nghĩ thế nữa, cũng không bành trướng. Chiều hôm đó, rất nhiều bài viết xuất hiện trên diễn đàn các server. Nghe bảo nhà phát hành chết tiệt sau lưng chinh chiến chuẩn bị đích thân tới E3. Mọi người thấy thế nào? giết ngay tại chỗ này là nhốt vào phòng tối ra tấn một trận rồi mới giết. Đồng quải kiêu ngạo. Chính thức thành lập băng bắt cóc biệt mặt. Hiện tại số lượng thành viên trong đội là một phần 50, hãy báo danh nhiệt tình đi. Làm xong vụ này, chúng ta sẽ có hồn tệ tiêu mãi không hết, mỗi người trong đội đều mặc trang bị thần cấp. Manh động không bằng hành động, băng bắt cóc biệt mặt hoan nghênh bạn gia nhập, cùng tuyên chiến nhà phát hành chết tiệt đi. Mới xem xong, vé hội chợ E3 đều bị cướp hết rồi. Mấy người có còn là người không hả? Tôi tò mò nhà phát hành chết tiệt từ lâu lắm rồi, chí ít cũng cho tôi tận mắt thấy nhà phát hành chết tiệt rốt cuộc trong ba đầu sáu tay như thế nào chứ? Trời đất hỡi, tin nhà phát hành chết tiệt của chinh chiến muốn lộ diện vừa tung ra thì giá vé của E3 tăng vọt, bây giờ chỉ có thể mua vé chợ đen, đắt vải linh hồn. Nhà phát hành chết tiệt sắp bại lộ thân phận thật rồi hả? các anh em mua được vé nhớ mang giao theo, đặt trên cổ ổng bắt ổng làm sự kiện, phát hồn tệ, đúng rồi, còn phải mở cổng nạp nữa, cười ha ha. Tôi không mua được vé, đang định đi chặn cổng đây. Ba năm trời, tôi chờ khổ quá đi, cuối cùng bây giờ cũng sắp bại lộ rồi. Tôi phải cảm ơn ổng đã chế tác ra game online tuyệt vời như thế, khiến tôi đắm chìm trong đó, dẫn tới việc độc thân suốt ba năm cứ thế mãi thì cả đời này tôi cứ chinh chiến làm vợ luôn cho xong tức giận đập bàn mọi người đều là người chơi chinh chiến hy vọng văn minh chút xíu đừng đánh đánh giết giết cả ngày thế tôi không có suy nghĩ đó đâu chung quy chinh chiến đã cho tôi một thế giới hoàn toàn mới tôi rất biết ơn nhà phát hành chinh chiến cũng cực kỳ bội phục nhà phát hành chinh chiến luôn giữ vững nguyên tắc chưa bao giờ thỏa hiệp với người chơi vì vậy Tôi chuẩn bị biểu diễn ba chiêu đâm lén liên tục cho nhà phát hành chết tiệt xem, lấy mạng chó của ổng, cười ha ha. Những người chơi bàn luận trên diễn đàn khiến Lục Vô ngu người. Bây giờ hắn chỉ có một ý tưởng, rốt cuộc những người chơi đã biết tin mình sẽ đến tận nơi tổ chức hội chợ E3 bằng cách nào, vì thế, Lục Vô điều khiển thần khí tiến hành điều tra. Cuối cùng lại dở khóc dở cười phát hiện tin tức này lại đến từ Ngô Quốc Nhất. Trong lúc truyền thông phỏng vấn, Phóng viên hỏi Ngô Quốc Nhất rằng đội ngũ đứng sau lưng chinh chiến có trình diện hay không. Ngô Quốc Nhất chỉ nói một câu, ông chủ đứng sau màn của chinh chiến sẽ đến, nhưng sẽ không lộ diện. Chính tin tức này đã gợi ra chấn động trong làng game chinh chiến. Nghe tin nhà phát hành chết tiệt sẽ đến tận nơi, người chơi chinh chiến đều hăng hái như cắt tiết gà. Ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là khiến giá vé vào cửa của E3 tăng lên mấy lần. Sau đó, vô số người chơi chinh chiến tiến vào trang web chính thức của hội chợ E3. Quần thể người chơi chinh chiến khổng lồ ồ ạt tràn vào suýt nữa khiến trang web chính thức của E3 sập server. Chuyện này khiến bên tổ chức E3 vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ. Lần này E3 mời chinh chiến tham dự hội chợ triển lãm lần này có thể nói là cực kỳ sáng suốt, nhưng mang lại nhân khí khổng lồ cũng khiến họ ăn không tiêu. Vì thế, họ chỉ có thể không ngừng bảo trì, sửa chữa server của trang web mà người chơi chinh chiến ồ ạt kéo vào trang web của E3 cũng chỉ có một mục đích, đó chính là spam điểm đánh giá cho chinh chiến. Nhưng thao tác bá đạo của các người luôn nằm ngoài dự đoán của lục vô. Bởi vì đám người chơi chết tiệt này căn bản không cho khen ngợi mà là phê bình. Hơn nữa là cày, một sao, có mưu tính trước, lý do là để giảm bớt số lượng người chơi chinh chiến, giảm thiểu chia sẻ tài nguyên. Vì thế, người chơi cả năm server lần đầu tiên hợp tác với nhau mục đích là lật đổ nhà phát hành chết tiệt. Trong lúc nhất thời, lòng nhiệt tình của người chơi chinh chiến tăng vọt, chẳng qua bởi vì theo cơ chế chấm điểm game online lần này yêu cầu triển lãm thời gian online nên trong lúc lơ đễnh những người chơi chinh chiến vẫn bại lộ chân tướng. Hiện giờ, dưới khu bình luận của game chinh chiến online, E3 toàn là comment của những người chơi chinh chiến. Quai phong một cõi, thời gian online trong game, 13-231 tiếng những người mới chú ý nhé đừng để ý tới trò chơi này, cũng đừng bao giờ chơi, chẳng vui chút nào đâu, game rác rưởi, chơi là hối hận đó, phê bình một sao. Lạnh lùng nhìn mày làm màu, thời gian online trong game, 12, 785 tiếng trò chơi này thật sự là chẳng thú vị chút nào hết, vừa nhìn đã thấy rác rưởi rồi. Game rác thế mà cũng có thể tham dự triển lãm điện tử E3 à. Mọi người nghe tôi khuyên này, đừng chơi, tôi đau xong mới chơi được một phút đã xóa rồi phê bình một sao. Astro môn sắc, thời gian online trong game 9987 tiếng cụ cụ, vốn còn rất lo lắng, nhưng thấy mọi người bình luận tôi lại rất yên tâm. Nhưng mọi người không phát hiện thời gian online trong game bại lộ chuyện gì hả? Tuy rằng đều là phê bình, cười ha ha, phê bình một sao. Uống nước ấm nhiều vào, thời gian online trong game 7621 tiếng tôi không nói dài dòng làm gì. Tôi tiếp xúc với trò chơi này vừa tròn một năm, mọi người xem thời gian chơi của tôi mà xem, che mặt. Chơi game này khiến tôi không muốn trở lại hiện thực, cho nên cần thiết một sao. Người mới đừng bao giờ nhảy xuống hố, nhảy hố phê nhất thời, nhưng cả đời sẽ bị hủy trong tay chinh chiến, phê bình một sao. Tiểu cẩu đảng quyến rũ, thời gian online trong game, 21, 485 tiếng nhìn thời gian chơi của tôi này, trò chơi này mới mở 3 năm, tôi cũng chơi chừng đó luôn khuyên người mới cẩn thận nhảy hố, có độc đấy, hơn nữa còn không có thuốc giải, đầu trọc. Jpg Hóng gió trong lịch sử, thời gian online trong game, 1021 tiếng thấy độ nổ gan của các tiền bối, newbie phục sát đất. Có điều thời gian chơi game 1. một tiếng của em chỉ dùng một tháng rưỡi thôi á, đầu trọc cộng 1. Ai tử dạ, thời gian online trong game, 22, 482 tiếng các đồng đội tầng trên, tôi đến đây, nghiệp cuộc nà, cười ha ha, phê bình một sao. So với khu bình luận của những trò chơi khác thì khu bình luận của chinh chiến online có vẻ cực kỳ lạc loài. Nhất là thời gian online của những người chơi trong khu bình luận khiến những người khác tiến vào khu bình luận sợ ngây người. Phổ biến là online hơn 10.000 tiếng, mấy nghìn tiếng đều là ít. Họ không thể hiểu được rốt cuộc đây là trò chơi thần tiên gì nữa, phải biết rằng trong khu bình luận của trò chơi khác, người chơi online mấy nghìn tiếng hầu hết đều thuộc loại fan trung thành. Nhưng trong khu bình luận của chinh chiến, thời gian online mấy nghìn tiếng đều là em út, thậm chí còn không thể coi là em út. Những người chơi đang đi dạo trên trang web E3 để tìm trò chơi mới không khỏi trợn tròn mắt. Hơn nữa, chấm điểm chinh chiến lại toàn là phê bình một sao, phối hợp với thời gian online như thần tiên trong khu bình luận, khiến những người chơi không biết tình hình cảm thấy hết sức quá dị. Lúc này, Suy nghĩ đầu tiên của rất nhiều người chơi tiến vào khu bình luận chinh chiến online, thấy comment phê bình đều là nếu không thú vị thì thời gian online của mấy người dài đến mức đó là thế nào hả? Liên kết với nền tảng vốn có của trò chơi, biểu hiện thời gian online của người chơi trong trò chơi đó vốn là do bên tổ chức E3 phòng ngừa cài điểm ác ý mà thiết lập. Cũng chính vì điểm này mới khiến người chơi chinh chiến bại lộ chân tướng. Ngoài chấm điểm ra thì thời gian online trong game cũng là một tiêu chuẩn bình thẩm rất quan trọng. Tuy rằng người chơi comment đều hô to, game rác rưởi, nhưng thời gian online trong game lại là số liệu chân thật. Sự kiện, một sao, do người chơi chinh chiến gây ra đương nhiên cũng được truyền thông làng game chú ý, hoàn toàn không cần lục vô tiêu tiền, họ đã bắt đầu đăng báo khắp nơi. Trước khi hội chợ E3 còn chưa chính thức bắt đầu thì đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người chơi mới. Đối với thao tác bá đạo của những người chơi, Lục Vô không nhịn được trợn mắt khinh thường. Đừng nhìn đám người chơi chinh chiến này khuyên nhủ những người chơi newbie chuẩn bị nhảy hố là đừng bao giờ chơi trên trang web E3, nhưng ngoảnh lại thì người chơi hăng say nhất cũng là đám người chơi mắng chinh chiến rác rưởi này. Đối với chuyện này, Lục Vô chẳng buồn quan tâm. Bởi vì hắn vốn không hứng thú với những giải thưởng đó. Cái hắn muốn là tần suất lộ diện của trò chơi khiến nhiều người biết đến game chinh chiến hơn. Sự kiện một sao lần này chính là một cơ hội tuyên truyền trò chơi rất tốt. Chẳng qua khiến Lục Vô bất ngờ là chuyện này lại xoay chuyển rất nhanh. Một ngày trước khi hội chợ E3 khai mạc, tất cả phê bình một sao lại đều sửa thành khen ngợi năm sao. Lý do cũng rất đơn giản. Mắng thì mắng, nhưng dù sao những người chơi vẫn thật lòng yêu trò chơi chinh chiến này. Một đợt thao tác bá đạo này chỉ là muốn chứng minh cho nhà phát hành chết tiệt thấy không thể khinh thường lực lượng của quần thể người chơi, sau này xin hãy trân trọng người chơi, tổ chức sự kiện nhiều hơn, tặng hồn tệ nhiều hơn. Cho nên sau khi chèn ép một phen, người chơi chinh chiến lại đổi thành dơ cao lá cờ, chinh chiến đệ nhất thiên hạ, bắt đầu spam đánh giá mắc điểm cho chinh chiến. Mấy giải thưởng nào là game online xuất sắc nhất, cốt truyện xuất sắc nhất, game mạng xã hội xuất sắc nhất vân vân. Người chơi chinh chiến chỉ có một ý tưởng, đó là bọn này muốn hết, tóm lại chinh chiến chính là đệ nhất thiên hạ. Los Angeles, nước Mỹ. Đã đến ngày hội chợ giải trí điện tử E3 khai mạc mỗi năm một lần, mang lượng du khách khổng lồ đến cho thành phố này. Khác với mấy trăm năm trước. Khi đó hội chợ E3 chỉ mở ra dành riêng cho người trong nghề, ví dụ như nhà sản xuất game, phóng viên, truyền thông, làng game vân vân. Xét về nguyên nhân thì vẫn là vì độ hot của hội chợ điện tử quá cao gây ra. Nếu hoàn toàn mở ra thì không thể tiếp nhận nổi lưu lượng khách khổng lồ. Nhưng bây giờ thì khác. Để tiếp nhận nhiều người yêu thích game hơn, mở rộng sức ảnh hưởng của hội chợ E3, từ trăm năm trước ban tổ chức đã sớm từ bỏ truyền thống, đổi thành chế độ mua vé có thể tham dự. Đồng thời, để tiếp nhận được nhiều người hơn, ban tổ chức bắt đầu xây dựng lại nơi diễn ra hội chợ mở rộng diện tích ra hơn 10 lần. Trong thời đại này, game online là gia vị cần thiết cho cuộc sống của giới trẻ, sức ảnh hưởng đã vượt xa thời xưa, là ngành nghề giải trí có sức ảnh hưởng lớn nhất. Theo thiết bị thực tế ảo được hoàn thiện thì game online thực tế ảo trong thời đại này càng thêm đa dạng phồn vinh. Trong thời đại mới này, không có phụ huynh nào sẽ cho rằng con mình thích chơi game là chuyện không thể chấp nhận được. Bởi vì họ cũng từng trải qua thời đại game online thịnh hành nên rất thấu hiểu suy nghĩ của bọn trẻ. Thuở thiếu thời, những vị phụ huynh đó cũng từng điên cuồng vì game online, từng nạp tiền vào game, thậm chí cũng từng thức đêm xem esports. Có thể nói, phụ huynh của thời đại này rất thấu hiểu con trẻ, cũng có tiếng nói chung với nhau hơn. Chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học hành thì chơi game cũng chỉ là gia vị điều hòa cuộc sống trong mắt phụ huynh hơn nữa còn là đề tài trò chuyện thiết yếu trong những cuộc xã giao của bọn trẻ, sẽ không bị coi là nước lũ và thú dữ mà bắt phải tránh xa. Thậm chí, rất nhiều phụ huynh sẽ chơi game với con mình, dẫn dắt con trẻ thăm dò thế giới diệu kỳ trong game online. Phát triển theo hứng thú, kết hợp với giáo dục trẻ con thì sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là lý do khiến nhiều vị phụ huynh cảm thấy game online cũng có mặt tốt. Bởi vì có rất nhiều lý do trong phương diện này nên ngành game online mới trỗi dậy mạnh mẽ không thể ngăn cản. Mà hội chợ giải trí điện tử E3 năm nay chính là một sự kiện quan trọng của làng game online. Lúc này, bên ngoài khu vực triển lãm E3 đã sớm đông như trễ hội. Những du khách đó đều đến từ các nơi trên thế giới. Nhưng có một điểm giống nhau là họ đều cực kỳ yêu thích game online. Đồng thời mong chờ, cuộc giao chiến Giữa những tựa game nổi tiếng nhất của các công ty game online trong hội chợ triển lãm E3 năm nay, cuối cùng tìm được một trò chơi mà mình thích để thỏa mãn nhu cầu cho sau này. Cho dù là trong thời đại game online phồn vinh này thì những người chơi vẫn cực kỳ thèm khát những tựa game xuất sắc. Mà hội chợ giải trí điện tử lần này chính là nơi để những người chơi tìm kiếm được một tựa game hay. Trong sự mong đợi của những người chơi, thời gian mở cửa của hội chợ đã đến. Cổng nơi triển lãm vừa được mở rộng thì những người chơi bên ngoài chen chút tiếng vào. Lúc này, Lục Vô dắt Tiểu Bắc Ly, cũng trà trộn trong đám đông. Với tư cách là trùng đứng sau tựa game chinh chiến online, giờ đây Lục Vô dường như cảm nhận được sát khí tràn ngập khắp xung quanh. Bởi vì xung quanh hắn toàn là người chơi chinh chiến thôi. Còn chuyện tại sao Lục Vô lại biết những người đó là người chơi chinh chiến thì không phải là do thần khí kiểm tra ra, mà là do cách ăn mặc của họ có người cốt play tạo hình ntc trong chinh chiến cũng có người cầm đạo cụ vũ khí do tiểu bắc ly chế tác trong trò chơi còn có người mặc quần áo in logo chinh chiến đệ nhất thiên hạ hoàn toàn không cần thần khí hỗ trợ thân phận người chơi chinh chiến đã được viết lên mặt họ rồi hơn nữa lục vô vừa nhìn đã biết những người chơi chinh chiến này đang mưu đồ gây rối bởi vì lúc trước hắn thấp thoáng nghe thấy mấy người chơi chinh chiến đó có nhắc tới mấy câu nói tàn nhẫn trong lúc tán gẫu với nhau. Những câu nói linh tinh như là đập bể đầu, ngược đãi, chém giết, đè đầu xuống đất hành tơi tả vân vân. Đối tượng bị nhằm vào đương nhiên là nhà phát hành chinh chiến. Vì thế, bọn người chơi chinh chiến này còn chuẩn bị một đống đạo cụ đặc thù. Bởi vì trong khu triển lãm trò chơi có hệ thống kiểm tra an toàn nghiêm ngặt, tất cả các vũ khí bị cấm như là dao kéo đều không cho phép mang vào. Chẳng qua lại có một ngoại lệ đó chính là những vũ khí được gọi là đạo cụ cốt play. Người chơi chinh chiến đã lợi dụng điểm này một cách khéo léo, đều mang theo vũ khí kiểu dáng trong thương thành trò chơi. Nhìn tư thế của những người chơi, hoàn toàn không giống như đang đùa chút nào. Điều này khiến lục vô rất là xấu hổ. Thậm chí lúc nãy hắn còn nghe thấy một cô em trong xinh xắn dễ thương lại nói với đồng bọn rằng lát nữa nếu gặp được nhà phát hành chết tiệt thì sẽ dùng phát trượng trong tay đập bể đầu ổng nghe mà xem đây là câu nói đùa của con người hả rõ ràng trong xinh xắn thế cơ mà sao lại có thể nói những lời hung ác đến vậy chứ theo lục vô thấy rõ ràng là hồn tệ của người chơi nhiều lắm muốn bị bóc lột mang thù cộng một suốt một đường lục vô gặp rất nhiều người chơi chinh chiến như thế hơn nữa đa số còn kéo bè kéo lũ đến đây thậm chí lục vô còn gặp được một nhóm người chơi biệt mặt họ mặc áo thun in logo ác thần đếm thử thì vừa đủ 50 người chuyện này khiến lục vô tức khắc nhớ tới mấy người chơi trẻ trâu chiêu binh mãi mã trên diễn đàn nói là muốn bắt cóc hắn đổi trang bị thần cấp bọn người chơi chết tiệt này càng ngày càng càng rỡ quả nhiên là muốn bị bóc lột mà chờ tao trở về sẽ chèn ép chúng bay mang thù cộng hai xếp hàng đi theo dòng người tiểu bắc ly nắm tay lục vô nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý tới đồ ăn vặt trong tay những người chơi xếp hàng đằng trước suýt nữa thì chảy nước miếng bản tính tham ăn lộ rõ khiến lục vô rất bất đắc dĩ sau khi chờ khoảng nửa giờ cuối cùng lục vô cũng đi tới cửa kiểm tra vé lấy di động ra xác nhận sau khi trải qua kiểm tra an toàn lục vô thuận lợi tiến vào trong dọc theo con đường tiến vào hội chợ triển lãm được đánh dấu đằng trước lục vô phát hiện vẻ mặt của người chơi xung quanh càng ngày càng dữ tợn nhất là bọn bịt mặt kia tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm song lục vô lại loáng thoáng cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người họ, còn thỉnh thoảng vung đao một chút. Trông như đang dết quái luyện lever. Thù lớn cỡ nào, hận sâu bao nhiêu mà làm thế hả, mang thù cộng ba, bước vào hội trường triển lãm A1 theo đội ngũ, bên trong đang phát bản nhạc êm dịu, nhân viên của các khu triển lãm đã sớm sẵn sàng để nên đón du khách. Lúc này, Lục Vô đưa mắt nhìn màn hình khổng lồ được treo ở khu vực trung tâm phòng triển lãm. Bên trên đang thông báo vị trí khu vực và số hiệu cụ thể khu triển lãm của các công ty game online lớn. Chinh Chiến Online, A3, khu số 1. Sau khi xác định vị trí triển lãm của Chinh Chiến, Lục Vô cũng không trực tiếp đến đó. Mà dẫn Tiểu Bắc Ly đi dạo ở khu A1 trước. hiếm khi mới đến một lần, hắn đương nhiên phải xem thử tựa game bom tấn trong năm nay của những công ty khác mới được. Còn những phần tử của Thế lực Đen Tối cùng vào hội trường với lục vô thì đã hùng hổ kéo nhau tới khu triển lãm A3. Thậm chí lục vô còn thấy một tên cầm, dao găm, lẩm bẩm một câu, đâm lén của tao đã thèm lắm rồi. Chuyện này khiến lục vô dở khóc dở cười, nhưng sẽ không coi là thật. Tuy vậy, mang thù cộng 4, đi một đường, lục vô phát hiện có rất nhiều tựa game mà các công ty game phát hành trong năm nay đều là những tựa game mà trước kia hắn cực kỳ mong đợi, thậm chí còn cho rằng đó là tác phẩm kinh điển 3A sinh thời khó thấy. Ví dụ như game online bom tấn, Cyberpunk 2377, do CD Projekt đẩy ra năm nay. Assassin, Edgrip, The Future World, mươi 46, do công ty Ubisoft đẩy ra năm nay. Ngoài ra còn có, The Legend of Zelda, của Nintendo, Siri, Star Wars, của BioWare, phần sau, Mega Man, của các công vân vân. Những tác phẩm này khiến Lục Vô nhớ lại thuở còn nhỏ say mê game online của mình. Chẳng qua trong những trò chơi này, cái gợi ra sự coi trọng Lục Vô nhất vẫn là game bom tấn, Titan, do Activision Blizzard đẩy ra. Tựa game này cũng được rất nhiều báo chí coi là có thể trở thành đối thủ lớn nhất của chinh chiến trong ngày hôm nay. Từ trước khi E3 khai mạc đã có tin tức như vậy. Thấy mô hình nhân vật và hình ảnh CG thực tế ảo trên đài triển lãm EA, lục vô không khỏi cảm khái bởi vì trước kia tự game này cũng là trò chơi mà hắn cực kỳ mong đợi nhưng lại bị lục vô cho rằng sinh thời không thể nhìn thấy hoàn toàn không cho rằng mình có thể chứng kiến titan được đẩy ra khi còn sống xét về nguyên nhân thì vẫn là vì kế hoạch titan đã từng khiến blizzard bị thương nặng vào đúng thời kỳ huy hoàng nhất blizzard thời kỳ đầu không thể nghi ngờ là huyền thoại trong lòng các game thủ Tựa game World of Warcraft, do họ khai phá đã từng được coi là game MMO không thể vượt qua. MMO là game online nhiều người cùng chơi trên một máy chủ. Cho dù đến bây giờ thì vẫn có quá nhiều game online bị ảnh hưởng bởi World of Warcraft. Rất nhiều cách chơi cũng được cuộc khởi bắt nguồn từ World of Warcraft, lại bị những công ty game online khác bắt chước. Nói khuếch đại một chút thì có thể nói rằng hơn 80% nhân viên nghiên cứu và phát triển game online trong giai đoạn đầu của thế kỷ 21 đều là người chơi trung thành của WoW, hầu như đều từng chơi tựa game này rồi. WoW trong thời kỳ đỉnh cao chính là huyền thoại, điều đó là không thể nghi ngờ. Năm 2005, khi WoW du nhập vào Trung Quốc thì đã từng khiến vô số game thủ đắm chìm trong đó. Lúc trước, Trang, Lôi Điện Pháp Vương Dương Vĩnh Tính, cũng vì WoW mà có, thậm chí CCTV còn từng phê phán trò chơi này. Dương Vĩnh Tính là một bác sĩ khoa thần kinh đã đề xuất cách trị liệu chứng nghiện internet bằng liệu pháp điện giật gây tranh cãi ở Trung Quốc vào khoảng năm 2008. Nhưng ban đầu đa số thành viên nghiên cứu và phát triển trong các công ty game lớn đều là fan trung thành của bao lại là sự thật. Bất kể là trong nghề hay là trong quần thể game thủ thì trò chơi này luôn là kinh điển. Thành tựu của Blizzard không chỉ có thể ví dụ như series game Diablo, series game Starcraft, U3, vân vân. Khi đó, làng game online có một câu truyền miệng rằng sản xuất từ Blizzard chắc chắn là tinh phẩm. Nhưng dù sao đó cũng là quá khứ. Cho dù là công ty game như Activision, Blizzard cũng từng có thời kỳ suy tàn. Chuyện đó có liên quan tới tựa game Titan được đẩy ra hiện nay. Lúc trước, khi tựa game MMO kinh điển World of Warcraft bắt đầu suy tàn thì Blizzard đã từng có một kế hoạch điên rồ, muốn chế tạo ra một siêu trò chơi để nối tiếp bao wow. Lúc đó là khoảng năm 2007. Để chế tác game online này, tất cả những nhóm nghiên cứu trực thuộc Blizzard đều gia nhập vào đó, trong đó có cả toàn bộ đội ngũ, World of Warcraft. Bởi vì khi đó Blizzard muốn chế tạo ra một tựa game tương tự như chinh chiến online, hiện nay, bao quát tất cả các cách chơi game, tạo ra một thế giới có diện tích tương đương với trái đất. Có quốc gia, có phe phái, hơn nữa còn có hệ thống xã giao lớn mạnh. Vì thế, Blizzard đổ vào một lượng tài chính khổng lồ. Đầu tư ban đầu đã là 100 triệu USD, đầu tư kế tiếp thậm chí đạt tới 700 triệu USD, đổi sang nhân dân tệ đã đạt tới hơn 4 tỷ đồng. Hơn nữa là 4 tỷ của 300 năm trước. Tương đương khoảng 16.000 tỷ đồng. Ở thời đó, chi phí chế tác một tựa game đạt tới mức này là điều mà rất nhiều công ty game có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nhưng chỉ vì tựa game này cuối cùng lại kéo sập blizzard bởi vì nội dung của trò chơi titan quá phức tạp ý tưởng cũng quá vượt thời đại cuối cùng kế hoạch titan vẫn bị phá sản cũng có thể nói rằng titan vốn dĩ không phải là sản phẩm của thời đại đó từ sau đó blizzard bắt đầu dần dần đi xuống thần đàn Tuy rằng, di sản của kế hoạch Titan đã sáng tạo ra những tựa game như Overwatch, Hero of the Storm, vân vân, Cũng từng hốc nhất thời, nhưng sau đó Blizzard đã hiển lộ vẻ mệt mỏi của mình. Tốn quá nhiều tinh lực cho Titan, Blizzard hoàn toàn không có tác phẩm mới để nối tiếp thời đại mà game online không ngừng tràn ra. Lục vô nghe truyện trên TV Audio CV đã từng tìm hiểu về đoạn lịch sử này của Blizzard, giờ đây thấy CG, Titan, trên đài triển lãm EA, trong lòng thật sự hơi cảm khái. Đó chính là thời thanh xuân đã bị mất của mình. Giờ đây thấy trò chơi Titan được triển lãm trên đài EA, Lục Vô bỗng nảy sinh xúc động muốn thử nghiệm. Hắn lập tức dẫn Tiểu Bắc Ly đến trước đài triển lãm. Nhân viên làm việc trong đài triển lãm thấy vậy thì mỉm cười với Lục Vô, cười nói: "Thưa anh, anh muốn thử nghiệm một chút không?" Lục Vô gật đầu sau đó dẫn tiểu bắc ly đến trước đài triển lãm dưới sự hướng dẫn của nhân viên rồi ngồi xuống nhân viên mang mũ thực tế ảo tới đưa cho lục vô sau đó nhìn tiểu bắc ly con bé không cần một cái là được rồi lục vô mỉm cười nói nhân viên gật đầu bắt đầu giới thiệu trò chơi này lục vô nghe rất kỹ càng đối với hắn mà nói thì những thứ đó cũng có tác dụng bởi vì hiện giờ hắn cũng là người xây dựng một thế giới trong game sau khi nghe giải thích xong lục vô đội mũ thực tế ảo đăng nhập vào game theo hướng dẫn của nhân viên có điều thể nghiệm một lát lục vô bèn thoát khỏi game không thể không nói trò chơi này thực sự là rất tuyệt độ mô phỏng cũng vượt qua tất cả trò chơi hiện nay nhưng so với chinh chiến thì vẫn chênh lệch quá lớn trực quan nhất chính là thăng cấp trong trò chơi không có thay đổi trên thân thể điểm này đã thua xa chinh chiến giờ khắc này lục vô bỗng đồng tình Blizzard, giác, sao lại gặp phải mình chứ, ăn hành chắc rồi, anh thấy thế nào? Có bất mãn gì về trò chơi không, thấy lục vô tháo mũ thực tế ảo xuống, nhân viên kinh ngạc hỏi. Không, trò chơi cực kỳ tốt, cố lên, lục vô miễn cười rồi cầm tay tiểu bắc ly đứng dậy, rời khỏi đài triển lãm EA, chỉ để lại nhân viên làm việc đần mặt ra. Tuy rằng lục vô đã từng là fan của Blizzard, nhưng mà... Chinh chiến đệ nhất thiên hạ, không cho phép phản bác, dù sao chinh chiến mới là con ruột của mình, chậm rãi đi một đường, đi một chút rồi dừng lại xem, lục vô mới tới cuối phòng triển lãm A1. Đằng trước có hai ngã rẽ, phòng triển lãm A2 và phòng triển lãm A3. Lục vô suy nghĩ một chút rồi vẫn đi về phía phòng triển lãm A3 có khu triển lãm của chinh chiến. Vừa vào phòng triển lãm, lục vô đã sợ ngây người vì cảnh tượng trước mắt. Trước đài triển lãm số 1 của chinh chiến quả thực là biển người tấp nập, một đám người chơi cốt play tạo thành một vòng tròn vây quanh đài triển lãm, xếp thành 16 hàng dài. Lục vô còn thấy mấy tên người chơi lúc trước còn hung ác nói muốn đập bể đầu hắn, bây giờ cũng đang xếp hàng. Hơn nữa đều trông rất ngoan, hoàn toàn không thấy dáng vẻ như thế lực đen tối lúc nãy. Điều này khiến lục vô không khỏi tò mò, chuyện này hoàn toàn khác với cảnh tượng trong suy nghĩ của hắn. Nghĩ đến đây, lục vô không khỏi dò hỏi một chàng trai biệt mặt cũng đang xếp hàng, tôi hỏi chút, lúc trước không phải các anh đã nói là muốn đập bể đầu nhà phát hành chết tiệt sao? Sao bây giờ lại xếp hàng vậy? Chàng trai bịt mặt nghe vậy thì ngẩn ra, anh cũng là người chơi chinh chiến hả? Lục vô gật đầu, ừ, người chơi newbie mới gia nhập. Vậy thì mau xếp hàng đi. Đừng chờ tới lúc đó không cướp được. Đúng rồi, đừng hồng chen ngang, anh biết vũ lực của người chơi chinh chiến rồi đấy, newbie như anh thì khiêm tốn chút đi các anh đang dành thứ gì, lục vô kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu ra sao. Gara kiếp chứ gì? Gara kiếp NPC của các server lớn. Thừa dịp bây giờ xếp hàng thì có lẽ sẽ có cơ hội lấy được, chờ lát nữa thì không còn kịp đâu. Bây giờ tôi chỉ mong sao lấy được gara kiếp của chị gái một linh tộc hoặc là đồng quải thôi, nói rồi, trên mặt chàng trai biệt mặt hiện lên vẻ mong đợi. Lục vô kinh ngạc gật đầu. Lúc này hắn mới nhớ ra, Trước đó đúng là Ngô Quốc Nhất có nói với mình rằng muốn sản xuất một đống gara kit NPC trong chinh chiến cho hội chợ triển lãm E3 lần này, lúc đó sẽ phát cho người chơi làm quà trong hội chợ. Biết rõ nguyên nhân, lại nhìn về phía đám người chơi lúc trước vẫn còn là sói dữ, lúc này lại xếp hàng ngoan như cừu, lục vô không khỏi nở nụ cười. Người anh em, cười gì mà cười á? Mau xếp hàng đi, chờ lát nữa không còn đâu. Thấy lục vô đứng tại chỗ cười ngây ngô, Chàng trai biệt mặt không khỏi nhắc nhở. Lục Vô suy nghĩ, trong lòng bất đắc dĩ, cũng xếp hàng ở cuối đội ngũ. Đúng như lời của chàng trai biệt mặt, theo số lượng người chơi thông qua kiểm tra an toàn càng ngày càng nhiều thì số lượng người chơi trong phòng triển lãm A3 tăng lên điên cuồng. Giờ khắc này, Lục Vô phát hiện nhân viên của những đài triển lãm trò chơi khác trong A3 đều lộ ra vẻ mặt ai oán. Bởi vì người chơi chinh chiến đều xếp hàng đến tận đài triển lãm của họ. Ban đầu họ còn phấn khởi cho rằng có người chơi đến thể nghiệm game bom tấn, kết quả toàn là người chơi chinh chiến thôi. Tuy rằng những người chơi này luôn mồm nói, xin lỗi, ngại quá, mượn chỗ cái, linh tinh, nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng u oán Cảm thấy không có cách nào ở trong phòng triển lãm A3 này nữa. Toàn là người chơi chinh chiến thì còn triển lãm cái búa á, đương nhiên, đây chỉ là một trong những lý do mà thôi. Còn có một số nhân viên đài triển lãm, họ cũng là người chơi chinh chiến. Thấy người chơi khác xếp hành cướp gara kíp còn mình chỉ có thể giữ nguyên cương vị, loại tra tấn này khiến họ vô cùng thống khổ, cũng rất muốn gia nhập vào đội ngũ. Nhất là khi thấy người chơi khác rút thăm trúng gara kiếp mà mình thích ở đài triển lãm chinh chiến, trong lòng đã ghen tị đến mức hồn lìa khỏi xác. Mới chưa đầy nửa giờ, phòng triển lãm A3 đã chật ních, không thể dung nạp thêm người chơi được nữa. Giờ khác này, Người chơi từ bên ngoài muốn tiến vào mà không được, chỉ có thể hùng hổ ngoài hành lang, trong lòng cũng tràn ngập quán khí, chỉ hận sao mình không xếp hàng đằng trước. Lúc này, Lục Vô và Tiểu Bắc Ly cũng đã xếp đến trước đài triển lãm. Thấy Lục Vô đang quan sát tình hình trong đài triển lãm, nhân viên đưa thùng rút thăm đến trước mặt Lục Vô, ấy nấy nói: "Thưa anh, anh có thể rút thăm nhanh chút được không? Đằng sau còn có rất nhiều người chơi đang chờ." Nghe vậy, Lục Vô lập tức gật đầu thò tay vào thùng rút thăm khi lục vô lấy tờ thăm mình bắt được ra thì bầu không khí xung quanh bỗng cô động lục vô bắt được một tờ thăm màu vàng bên trên viết một dòng chữ gara kíp đồng quải phiên bản đặc biệt lúc này lục vô lại cảm nhận được sát khí thêm lần nữa hơn nữa sát khí còn ập đến từ bốn phương tám hướng hắn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng thì thào xung quanh vua châu âu chết tiệt gara kíp phiên bản đặc biệt duy nhất bị rút mất rồi chết tiệt bỏ đi mà làm người cho tao tâm tính nổ tung rồi tao cũng muốn ra ra kiếp đó không biết thằng đó có chịu bán cho tao không người anh em à tôi có một ý tưởng táo bạo chúng ta mang theo vũ khí cơ mà làm một vố không trời má phiên bản đặc biệt tại sao không phải là tôi rút trúng chứ thằng này hạnh phúc quá ổng sẽ bị đánh hội đồng mất thôi hãy để tôi chịu đựng nỗi đau đó cho đánh hội đồng tôi cũng chịu nghe tiếng thì thào của những người chơi xung quanh lục vô không khỏi ngây người thực ra hắn hoàn toàn không có hứng thú với gara kíp gì cả chung quy nếu muốn gặp người thật thì hắn có thể gặp bất cứ lúc nào xếp hàng cũng chỉ muốn quan sát gần gũi xem đài triển lãm chinh chiến bố trí như thế nào thôi nhưng đều xếp hàng đến đằng trước rồi nếu không rút thăm thì có vẻ sẽ lạc loài vì thế hắn mới tiện tay vớ đại một tờ Vốn định làm việc kín tiếng, vậy mà chỉ trong chớp mắt hắn lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, lúc này Lục Vô thật sự muốn nói một câu. Tôi không cần có được không, nhưng mà hắn không thể nói thế. Kết cục của Sĩ Nhục chinh chiến chính là bị đánh, Lục Vô biết rất rõ điều đó. Tuy rằng những người chơi này thường xuyên hùng hổ trên diễn đàn, nhưng cũng chỉ cho phép họ được mắng thôi. Ở ngoài, họ vẫn rất bảo vệ hình tượng của chinh chiến không thì sẽ không xảy ra chuyện hẹn đánh nhau ở nhật bản hồi trước cho nên lục vô cảm thấy chỉ cần mình nói một câu không muốn thì chắc chắn sẽ bị đám fan trung thành của chinh chiến kéo vào góc đập bể đầu chúc mừng anh đã rút trúng ga ra kết phiên bản đặc biệt duy nhất lần này nhân viên đài triển lãm kinh ngạc trong thời gian ngắn rồi lập tức mỉm cười nói với lục vô sau đó lấy một chiếc hộp màu vàng đưa cho hắn lục vô suy nghĩ cuối cùng vẫn nhận lấy nhất thời Sát khí xung quanh lại dày đặc hơn một chút. Những người chơi chinh chiến này đều trải qua chém giết trên chiến trường, trên người đã có sát khí thiết huyết như quân nhân, lúc này đều sắp hóa thành thực chất, mục tiêu chỉ thẳng vào Lục Vô. Lúc này, Lục Vô cảm thấy rất phiền não. Rõ ràng là muốn kính tiếng mà, sao lại biến thành thế này chứ? Vận may chết tiệt của ta, người anh em, ra cái giá đi, tôi mua, lúc này, một người chơi đi đến bên cạnh Lục Vô vẻ mặt mong chờ nói với hắn. Nghe vậy, Lục Vô nói câu xin lỗi rồi kéo Tiểu Bắc Ly bước qua người đàn ông đó. Trên đường dẫn Tiểu Bắc Ly len lỏi tới vị trí phòng triển lãm khác, Lục Vô nghe thấy rất nhiều người chơi chinh chiến hỏi giá, điều này khiến hắn cảm thấy nhức đầu vô cùng. Nhưng hắn đều từ chối hết. Dù sao cũng là trò chơi của mình. Nếu đã rút trúng thì không thể bán, đây là sự tôn trọng tối thiểu. Hành vi của hắn cũng khiến những người chơi muốn sở hữu Garaga Kíp đồng quải phiên bản đặc biệt có oán khí đều nguyền rủa trong lòng rằng vua Châu Âu chết không có chỗ chôn, vất vả lắm mới dẫn Tiểu Bắc Ly rời khỏi phòng triển lãm A3, lúc này Lục Vô mới thở vào nhẹ nhõm. Sự cuồng nhiệt của những người chơi dành cho chinh chiến vẫn vượt qua dự đoán của hắn. Lúc này, Lục Vô đang đứng trong phòng triển lãm A4 chẳng qua lục vô không có hứng thú đi dạo tiếp mà dẫn tiểu bắc ly tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu chờ đến giai đoạn trao giải phần sau mèo bự anh có biết tạo sao mình lại rút thăm trúng ra ra phiên bản đặc biệt không nghe vậy lục vô kinh ngạc chẳng lẽ không phải là do anh may mắn sao đương nhiên là không phải rồi bởi vì anh tu luyện nhân hoàng giám có số mệnh của nhân tộc tăng cường nói cách khác anh tự mang theo khí của vua châu âu đó còn có hiệu quả này à? Đương nhiên. Nhân hoàng là lãnh tụ của nhân tộc, hội tụ số mệnh của nhân tộc là điều tất nhiên, tiểu Bắc Ly đắc ý nói. Nghe vậy, lục vô giật mình hiểu ra. Phải biết rằng, trước khi gặp được Bắc Ly, hắn có mua sổ số cũng chưa bao giờ trúng thưởng, chơi game rút thẻ cũng chưa bao giờ rút trúng SSR. Biểu hiện hôm nay hoàn toàn không hợp với trước kia. Sau này vận may của anh sẽ càng ngày càng tốt tu luyện nhân hoàng giám gia tăng cùng với thế lực nhân tộc lớn mạnh đều sẽ khiến vận may của anh không ngừng được tăng trưởng. Lục vô gật đầu, vương tay xoa đầu tiểu Bắc ly, đang định nói gì thì di động lại reo lên. Hắn nhận điện thoại, giọng nói của ngô quốc nhất truyền đến. Chú Lục, bây giờ chú đang ở đâu? Hai giờ sau sẽ bắt đầu bình chọn giải thưởng cho game online, anh có một ghế gần hàng đầu để dành cho cậu, ngay bên cạnh anh đấy. Nghe Ngô Quốc Nhất nói có ghế hàng đầu cho mình, Lục Vô đang định đồng ý, nhưng khi nghe thấy câu sau thì lập tức từ bỏ ý định đó. "Đùa không à, chỗ bên cạnh Ngô Quốc Nhất có thể ngồi được sao?" Lỡ bị những người chơi nghi ngờ là đội ngũ đứng sau chinh chiến thì sao? Nếu thật thế thì chắc mình muốn rời khỏi hội chợ E3 sẽ rất khó khăn, đám người chơi vô cùng khát khao hồng tệ này đều được gọi là thế lực lưu manh ở âm phủ, cực kỳ không thể trêu vào, không cần Em đứng nhìn từ xa là được rồi, lục vô lập tức trả lời. Tại sao, ngô quốc nhất kinh ngạc? Mắt em tốt chứ sao? Sau khi từ chối lời mời của ngô quốc nhất, lục vô không đi dạo lung tung nữa mà tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa tán gẫu với Bắc Ly vừa bắt đầu chờ lễ trao giải khai mạc. Sau khi thể nghiệm tựa game bom tấn, Titan, của Blizzard, lục vô đã biết sẽ không có bất cứ trò chơi nào trong thời đại này có thể chống lại chinh chiến. Theo Lục Vô thấy, có lẽ đây là nỗi bi ai của rất nhiều công ty game, nhưng hắn cũng biết đây chắc chắn sẽ là thời hoàng kim của những người chơi. Trong lúc tán gẫu với Tiểu Bắc Ly, hai giờ trôi qua nhanh chóng. Lễ bình chọn giải thưởng cho game online của hội chợ triển lãm E3 chính thức khai mạc. Thấy thông báo hiện lên trên màn ảnh lớn chính giữa phòng triển lãm, Lục Vô lập tức đứng dậy, dắt Tiểu Bắc Ly đi đến khu bình chọn giải thưởng khu bình chọn giải thưởng cũng là một khu vực rộng như phòng triển lãm nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào phòng triển lãm này mà cần phải kiểm nghiệm xem vé điện tử của người đó có tư cách này hay không thiết trí ngưỡng cửa này chủ yếu là để tránh cho lưu lượng người khổng lồ ồ ạt tràn vào khiến bình chọn không thể tiến hành thuận lợi hai tấm vé trong tay lục vô là do ngô quốc nhất cho đương nhiên không có vấn đề sau khi kiểm tra vé xong hắn lập tức bước vào phòng triển lãm Kết cấu bên trong theo kiểu bậc thang như rạp chiếu phim, đằng trước là bục sân khấu cùng với thiết bị hình chiếu 3D cao 3 mét. Trên chỗ ngồi, ngoài hai hàng ghế đằng trước ra thì du khách tiến vào hội trường đều có thể lựa chọn chỗ ngồi một cách tùy thích. Bởi vì tới muộn nên đương nhiên lục vô chỉ còn lại hàng ghế cuối cùng. Lục vô cũng không để ý chuyện này, kéo tiểu bắc ly tìm ghế cuối cùng ngồi vào. Trong lúc chờ đợi, lục vô bỗng ngẩng đầu nhìn cửa vip ở bên trái đằng trước lúc này một đám người đang bước vào hội trường từ cửa vip lục vô rất quen thuộc một người trong số đó chính là ngô quốc nhất hiện giờ ngô quốc nhất đi ở chính giữa được đám đông vây quanh trông rất bất đắc dĩ có thể nói thống khổ vốn dĩ do lục vô thừa nhận bây giờ đều bắt ông ta phải gánh chịu những người xung quanh ông ta đều đang hỏi thăm nội dung của tựa game chinh chiến thậm chí thăm dò ông ta về thông tin liên quan tới đội ngũ đứng sau màn của chinh chiến mục đích của họ rất đơn giản chính là muốn lôi kéo người từ chinh chiến chuyện này rất phổ biến trong ngành game online có thể nói giai đoạn đầu trong thời kỳ phát triển ngành game chính là trạng thái cạnh tranh ác tính lôi kéo người công ty khác như thế phát triển đến bây giờ còn nghiêm trọng hơn nữa bởi vì nhân tài trong ngành game vẫn luôn trong trạng thái khan hiếm ví dụ như những nhân viên nghiên cứu và phát triển game online nhậm chức ở các công ty game lớn thời kỳ đầu long quốc hầu như đều do họ lôi kéo từ Sanda. Ví dụ khác như Ghoster trưởng đội thiết kế trò chơi cực kỳ nổi tiếng của WoW cũng bị Riot Game lôi kéo đi, trở thành trưởng đội thiết kế trò chơi của LOL, những câu chuyện lôi kéo nhân tài giống thế còn có rất nhiều. Truyền thống, lôi kéo nhân tài, cho tới bây giờ vẫn được lưu truyền rất tốt. Cho nên trong suy nghĩ của những công ty game này, chỉ cần cho đủ lợi ích thì có lẽ có thể lôi kéo được nhân viên của đội ngũ nghiên cứu đứng sau chinh chiến đối với nhân viên nghiên cứu đứng sau màn chế tạo ra một tựa game vượt thời đại như chinh chiến các công ty game đã thèm khát từ rất lâu rồi cho nên hiếm khi được gặp ngô quốc nhất đương nhiên là muốn thăm dò tin tức thậm chí thử lôi kéo xem sao nhưng trên thực tế ngoài quen biết lục vô ra thì ngô quốc nhất hoàn toàn không biết bất cứ nhân viên nghiên cứu nào cả tuy rằng đã đưa ra lời mời gặp mặt mấy lần nhưng đều bị lục vô từ chối uyển chuyển cho nên lúc này ông ta thật sự muốn nói một câu tôi chỉ biết ông chủ chinh chiến thôi mấy ông có muốn lôi kéo không lục vô có thực lực cấp quỷ vương nên đương nhiên cũng nghe thấy lời nói của những người quản lý công ty game đó nói với ngô quốc nhất hắn lập tức quay sang nhìn tiểu bắc ly nằm sõng xoài trên ghế nở nụ cười bởi vì đội ngũ nghiên cứu chinh chiến của hắn chỉ có một người đó chính là tiểu bắc ly hơn nữa còn bị trói buộc rồi có lôi kéo cũng không được nghĩ đến đây hắn phản xạ xoa đầu tiểu bắc ly tiểu bắc ly lập tức cho hắn một ánh mắt ghét bỏ sau khi đám người ngô quốc nhất ngồi vào ghế bình chọn giải thưởng game online lập tức bắt đầu lúc này người phụ trách ban tổ chức e ba lên sân khấu hình ảnh thực tế ảo cũng khởi động bản số liệu lập tức hiện lên trước mắt các khán giả bên trên ghi lại tình hình chấm điểm của các trò chơi trong giai đoạn hiện nay giờ phút này chinh chiến online đứng trên vị trí đầu bảng đằng sau thời gian online trong game tổng hợp là một chuỗi số không thật dài, có thể nói chỉ riêng số lẻ đã vượt xa, Galaxy Online, xếp hạng thứ hai, tỷ lệ chiếm giữ thị trường thậm chí đạt tới con số 53% khủng bố. Loại thành tựu này, ngoài thời đại game online vừa khởi bước, còn rất ít ỏi ra thì chưa từng xuất hiện. Số liệu đã chứng minh lực thống trị của tựa game chinh chiến trong thời đại này. Đây cũng là sự thật mà các công ty game lớn không muốn thừa nhận. Lúc này, người phụ trách hội chợ E3 đứng trên sân khấu mở giao diện giới thiệu trò chơi chinh chiến online. Thế là trước mặt mọi người đang ngồi ở đây nhất thời hiện lên hình ảnh CG, mà người phụ trách cũng bắt đầu giới thiệu về tựa game này. Nhưng so với giới thiệu số liệu hoàn thiện của những tựa game khác thì trò chơi chinh chiến có số liệu ít đến đáng thương, đằng sau thậm chí còn đánh dấu một chuỗi dấu chấm hỏi. Trò chơi, chinh chiến online. Người tổng phụ trách chế tác game engine. Tên đội ngũ chế tác. Người đại lý Ngô Quốc Nhất một trăm bảy mươi ba bên bản quyền game. Những dấu chấm hỏi này tăng thêm phần bí ẩn cho tựa game chinh chiến này. Ban tổ chức E3 cũng rất bất đắc dĩ vì điều này, họ đã từng hỏi thăm Ngô Quốc Nhất nhưng lại không nhận được bất cứ thông tin hữu ích nào. Theo lời Ngô Quốc Nhất thì tuy rằng ông ta là người đại lý nhưng lại không biết cái gì cả. Ban tổ chức E3 không còn cách nào khác đành phải thu gom miêu tả từ cánh truyền thông để giới thiệu tựa game này sau khi giới thiệu xong người phụ trách bỗng nói hiện tại xin mời người đại lý anh ngô quốc nhất phát biểu lúc này tất cả mọi người ngồi ở đây đều tập trung tinh thần bởi vì có một giai đoạn rất quan trọng lúc này đó chính là đặt câu hỏi ngô quốc nhất cũng rất thấp thỏm dù sao thì ông ta cũng thật sự không biết gì cả nhưng sau khi lên sân khấu ông ta vẫn nói Thực tế thì tôi cũng không biết nhiều về tựa game chinh chiến này đâu, nhưng mọi người cứ đặt câu hỏi đi, tôi sẽ cố gắng giải đáp." Từng cánh tay lập tức giơ lên. Mọi người ngồi ở đây đều mong chờ nhìn chằm chằm vào Ngô Quốc Nhất. Thấy vậy, Ngô Quốc Nhất bắt đầu chọn người đặt câu hỏi. "Thưa ông Ngô Quốc Nhất, tôi muốn hỏi thử đội ngũ đứng sau màn bí ẩn của chinh chiến rốt cuộc có bao nhiêu nhân viên? Làm thế nào mà lại giữ bí mật nghiêm ngặt đến mức đó?" Từng Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ là người đại lý thôi. Tôi muốn hỏi thử số lượng người chơi chinh chiến khổng lồ đến thế, chi phí bảo trì server hẳn là rất cao mới đúng. Cứ đốt tiền kiểu đó thì có khi nào một ngày nào đó sẽ không chịu nổi không? Có cần thiết mở hình thức thu phí không? Cho dù là chế độ thu phí thời gian dài không ảnh hưởng tới cân bằng trong game. Không. Tôi cũng đã từng hỏi ông chủ đứng sau màn về chuyện này rồi anh ta đã nói rõ với tôi rằng sẽ không thu phí, kiên quyết quán triệt tôn chỉ sống bằng tình yêu. Vậy thì khi nào nhà phát hành chết tiệt mới phát hồn tệ? Khi nào mới mở phần thưởng điểm danh? Khi nào tặng thần khí, câu hỏi của người chơi chinh chiến nào đó? Theo tôi được biết thì đời này cũng không có khả năng. Khi nào nhà phát hành chết tiệt mới cường hóa server châu Âu bọn tôi để bọn tôi vượt qua server Trung Hoa? Ừm. Tôi chỉ là người đại lý thôi, không phụ trách vận hành game, không có quyền can thiệp nhúng tay vào nội dung của game. Hôm nay ông chủ chinh chiến có mặt không? Tôi nhớ rõ lần trước ông từng nói rằng ổng cũng tới hiện trường E3. Có đến, nhưng thứ lỗi cho tôi không thể tiết lộ anh ta là ai. Vậy thì bây giờ anh ta có mặt trong hội trường bình chọn giải thưởng không? Chắc là có, lúc nói câu này, khóe miệng Ngô Quốc Nhất cong lên. Ngô Quốc Nhất, ông giỏi lắm. Mang thù cộng năm, nghe thấy ngô quốc nhất trả lời, lục vô không nhịn được nghiến răng. Còn người chơi chinh chiến ngồi ở đây, nghe thấy ông chủ đứng sau màn của chinh chiến cũng trình diện thì biểu cảm của họ dần dần dữ tợn. Bắt đầu họ nghi ngờ quan sát xung quanh, mưu đồ dùng khứu giác nhạy bén để đánh hơi nhà phát hành chết tiệt kia. Thấy từng ánh mắt tràn ngập sát khí lướt qua mình, lục vô. Mang thù cộng sáu, thấy bầu không khí trong hội trường không đúng lắm, người phụ trách nhanh chóng tiến lên tỏ vẻ thời gian phát biểu của ngô quốc nhất đã hết nghe vậy ngô quốc nhất quyết đoán đi xuống trên thực tế ông ta cũng rất buồn bã cảm thấy mình đã trở thành tấm chắn bên ngoài cho lục vô mục tiêu bị hỏa lực nhằm vào nếu biết chút nội tình thì còn được nhưng vấn đề là rõ ràng mình chẳng biết gì cả vậy mà cứ bị hiểu lầm có điều sau khi ngô quốc nhất nói có lẽ ông chủ đứng sau màn chinh chiến cũng có mặt trong hội trường thì những ánh mắt luôn nhìn chằm chằm ông ta lập tức rút đi bây giờ bầy sói đói đó đang bắt đầu tìm kiếm ông chủ đứng sau lưng chinh chiến quan trọng hơn cho ổng một phát đâm lén tràn ngập tình yêu bởi vì giới thiệu tựa game chinh chiến trước tiên nên khi đến phần giới thiệu những tựa game khác tâm tư của những người chơi đã không còn ở đây thậm chí cả người phụ trách công ty game không chơi chinh chiến cũng đang âm thầm tìm kiếm tung tích của lục vô muốn tìm hắn để hợp tác tuy rằng họ biết không có khả năng đạt được quyền đại lý chinh chiến nhưng họ còn một mục đích khác đó chính là đạt được trao quyền game engine của chinh chiến họ tin rằng ông chủ đứng sau chinh chiến sẽ không từ chối điều đó suy cho cùng thì việc trao quyền sử dụng game engine cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với trò chơi cho nên những công ty game này cảm thấy chỉ cần mình ra giá cao thì hoàn toàn có cơ hội. Cũng giống như Epic hồi xưa, nó vốn dĩ là công ty game, mãi đến khi nghiên cứu ra game engine của Unreal 4, thì từ đó trở đi chỉ cần nằm cũng có tiền. Có thể nói, chỉ dựa vào engine của Unreal 4, hàng năm Epic đã đạt được chi phí trao quyền khổng lồ. Trong mắt của các công ty game lớn, độ chân thực của chinh chiến online cao đến thế chắc chắn không thể tách rời khỏi game engine. Dựa vào năng lực của mình, họ đương nhiên không thể bắt trước lại. Nhưng vẫn còn một con đường tắt có thể đi, đó chính là được đến quyền sử dụng game engine. Giờ khắc này, những người ở đây đều có tâm tư của riêng mình, thấy ai cũng thấy khả nghi. Mặc dù Lục Vô có thực lực cấp quỷ vương, nhưng lúc này vẫn cảm thấy rất phiền não. Nếu bị phát hiện thì chẳng lẽ lại đại khai sát giới? lấy thân phận là người đứng sau màn chinh chiến thì có thể thấy được, rất nhiều người ngồi ở đây là thuộc hạ tương lai của mình. Nếu nói theo kiểu tu luyện nhân hoàng dám chính là nhân hoàng thì tất cả mọi người trong thiên hạ đều là con dân của mình, cho nên đều là người nhà mình, không thể giết, nhưng may mà tuy rằng những ánh mắt đó chỉ lia qua lục vô chứ không dừng lại lâu lắm. Bởi vì theo họ thấy, trong lục vô quá trẻ tuổi, chắc chắn không thể nào là ông chủ đứng sau màn chinh chiến ngược lại những người trong chính chắn kia trở thành mục tiêu bị nghi ngờ trọng điểm. Vốn là lễ trao giải cho tựa game bom tấn của các công ty game, chỉ trong tích tắc đã trở thành hiện trường điều tra. Hơn nữa chỉ có một, tội phạm, còn lại những người khác đều là sơ Sherlock Holmes. Đến giai đoạn cuối cùng của lễ trao giải, đúng như lục vô nghĩ, chinh chiến thu hoạch gần hết tất cả giải thưởng. Tuy rằng lúc trước, tựa game chinh chiến được tân bốc lên trời trong quần thể người chơi, nhưng chưa từng có bất cứ giải thưởng nào chứng minh. Nhưng hội triển lãm E3 lần này, chinh chiến, chính thức được phong thần, lục vô đã có thể thấy cảnh vô số người chơi newbie ồ ạt tràn vào. Sau khi lễ trao giải chính thức khép lại, lục vô sung sướng dẫn tiểu Bắc ly rời khỏi hội trường. Lại kinh ngạc phát hiện trước cửa có thật nhiều người chặn lại. Những người chơi chinh chiến chưa từ bỏ ý định này vẫn mưu toan tìm lục vô từ trong biển người mờ mịt, đồng thời bắt cóc hắn chỉ có hồn tệ kết xù thì mới có thể, chuột thân, thấy cảnh này, lục vô cười hờ hững, trong lòng đương nhiên sẽ không so đo. Bởi vì họ đều là người chơi yêu tha thiết tựa game, chinh chiến, đồng thời cũng là thuộc hạ tương lai của mình. Thân là lãnh tụ tương lai của nhân tộc, lục vô vẫn có chút lòng dạ đó. Cho nên, mang thù cộng N, đều chờ chết cho ta, chờ ta vắt khô hồn tệ của chúng bay, cho chúng bay biết cái gì gọi là sự phẫn nộ của kẻ có quyền hội chợ triển lãm E3 trong ngày hôm nay khiến Lục Vô vẫn còn sợ hãi. Người chơi đi ra từ hội trường trao giải đã loan tin ông chủ đứng sau màn của chinh chiến cũng có mặt ở hội trường ra ngoài. Để bắt được ông chủ đứng sau màn như thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, những người chơi tự động đoàn kết lại, hợp thành từng cửa ải đặt câu hỏi tầng tầng lớp lớp. Thề phải bắt được ổng để nói chuyện với ổng về vấn đề phúc lợi trong game. May mà tuy rằng những người chơi đó biết tin lục vô có mặt ở đây, nhưng hắn trông như thế nào bao nhiêu tuổi vân vân có thể nói là trống trơn nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha